Thân mến, chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Chuyện Làng Quê. Mời bạn nghe Đào Kim Oanh đọc truyện Như Ánh Bình Minh của tác giả Phùng Anh, chương 15. Chiêu Dương ngồi chờ khoảng gần nửa tiếng sau thì thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến. Áo sơ mi cắm thùng của anh vô cùng sộc sạch, nước mưa hắt ướt hết một bên vai áo và mái tóc cũng đang đẫm nước đến mức có thể nhỏ giọt xuống cổ áo. Không thể phân biệt nước trên người anh là nước mưa hay mồ hôi. Nhìn thấy Chiêu Dương, anh lập tức tiến lại gần, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Chị ấy vẫn đang được cấp cứu, cũng may đưa đến kịp nên tình hình không quá tệ. Nghe cô nói vậy, người đàn ông mới thở ra một hơi, như thể vừa chút được tảng đá nặng ngàn cân khỏi lồng ngực. Thân hình chắc nịch của anh tới lúc này mới cảm nhận được sự mệt mỏi khi phải chen trong đám xe cộ chằng chịt, nhích từng nửa mét đường để được đến đây. Cảm ơn em rất nhiều. Việc nên làm thôi, cô khách sáo đáp lại. Bố mẹ chị Hương đều ở quê xa, nhà chồng cũng không gần gũi gì. Hai anh chị cứ thế chia nhau thời gian chăm sóc lũ trẻ. Cũng may mấy hôm nay chồng chị sốt ruột, cứ một mực đón mẹ ở quê ra sớm, chứ không đợi đến sát ngày chị sinh. Cho nên ít ra giờ này, trẻ con ở nhà cũng được bà trông nom. Chiêu Dương cũng cùng cảnh xa quê nên rất thấu hiểu sự vất vả của chị. Thực ra, chị Hương cũng không phải là người phụ nữ khắc nghiệt, chỉ là có đôi khi chị ta khéo léo quá, thành ra cứ hùa lẫn vào đám đông để tìm yên ổn mà thôi. Hiện tại, đứng trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng Chiêu Dương cứ thấy thương chị, bao nhiêu trách cứ lúc trước cũng tan dần. Sinh mạng con người mong manh, có xấu được mấy đâu. Sao cứ phải lãng phí cuộc đời ngắn ngủi để ghét bỏ nhau. Tối hôm ấy, Chiêu Dương cùng chồng chị Hương kiên nhẫn chờ đến khi phòng cấp cứu tắt. Hai mẹ con chị an toàn được y tá đẩy ra ngoài. Cô giúp hai người sắp xếp ổn thỏa, sau đó mới quay trở lại về nhà. Suốt chặng đường về, hình ảnh đứa bé bị sinh non phải nằm trong lồng ấp cứ ám ảnh cô mãi. Sau này, nếu cô sinh con, quả thực chỉ mong đứa trẻ được khỏe mạnh bình an. Một ý nghĩ lạnh buốt bỗng nhói lên, cắt ngang qua viễn cảnh ấm áp kia. Bố đứa trẻ là ai? Vốn dĩ, cô cứ một mực tin rằng cuộc đời mình rất êm đềm. Tốt nghiệp ra trường, tìm được công việc ổn định, rồi kết hôn với bạn trai, cùng nhau xây đắp cho gia đình nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. Thế nhưng, rốt cuộc mọi thứ lại lộn xộn lên hết cả. Cô khiếp hãi khi nghĩ đến một người đàn ông nào đó, cô gọi là chồng, nhưng lại giống như Tú Đình, Lâm hay gã thầy giáo năm xưa. Nếu vậy, cô thà sống cô độc một mình cho đến hết đời còn hơn phải chịu đựng những kẻ đáng ghê tởm đó. Dù việc sống độc thân vĩnh viễn chẳng vui vẻ gì. Chiêu Dương sống độc lập đã quen, nhưng cô biết từ sâu thẳm bên trong trái tim mình, cô vẫn khao khát có một ai đó có thể cùng mình chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Một ai đó cho cô cảm giác bình an, vững vàng và đáng tin cậy. Một ai đó như... Ôi, chớ nên suy nghĩ nữa. Chiêu Dương lắc lắc đầu, tự xua đi ý nghĩ kinh ngạc vừa lướt qua. Cả một buổi tối mệt nhọc khiến cô ngủ mê mệt, thậm chí còn không nghe thấy tiếng chuông báo thức reo vào sáng sớm nữa. Đến khi âm thanh náo động của phố phường vang lên rộn rã, Chiêu Dương mới choàng tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ kém 5 phút. Mình chết toi rồi! Cô cuống cuồng phóng vào nhà tắm, dùng tốc độ ánh sáng để sửa soạn những công việc cơ bản nhất, rồi lao vèo ra khỏi nhà. Hòa mình vào đám tắc đường khủng khiếp quen thuộc. Mặc dù cô đã bỏ qua rất nhiều công đoạn, trong đó có việc làm đồ ăn, nhưng rốt cuộc vẫn đến muộn 10 phút. Hôm nay là ngày trực của Phó Giám đốc Liên, người phụ nữ nổi tiếng chém đinh chặt sắt của công ty. Từ sáng sớm, Liên đã có mặt tại sảnh công ty, kiểm tra cẩn thận từ việc vệ sinh cho tới tác phong làm việc của nhân viên. Trong công ty chuyển nhau có nói một câu, nơi nào có chị, nơi ấy không có tiếng cười. Bởi Liên luôn đòi hỏi nhân viên phải thể hiện dáng vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp, hết mức có thể. Đùa giỡn cười quá lố, quá tươi đều là hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn của chị. Theo phản xạ được rèn luyện suốt thời gian thử việc, Chiêu Dương lập tức liếc vào cửa kính gần đó, tự mình kiểm tra lại một lần nữa tác phong ngoại hình của bản thân. Tóc buộc gọn đã trang điểm nhẹ, khuy áo cài kín đáo, thẻ tên đeo ngay ngắn. Chỉ mỗi tội đi muộn mất 10 phút, mà ở công ty lớn như RHA, mỗi một phút giây đều quý như vàng như bạc. Cô đau khổ tiến tới gần máy chấm công.
cúi đầu chào phó giám đốc cẩn thận rồi thu hết can đảm, dí ngón tay vào ô vuông đang phát ra ánh sáng màu xanh lá. Một tiếng tít to tướng vang lên, tiếp đó là giọng người máy, xin cảm ơn. Trong chớp mắt, Chiêu Dương có cảm giác như toàn bộ người trong sảnh đang hướng mắt khó chịu nhìn sang mình. Một vài người trong số họ còn kín đáo dùng khẩu hình miệng chia buồn với cô, bởi Liên đã trừng mắt nhìn chằm chằm cô nhân viên thử việc đi muộn kia. 11 phút, 32 giây, Liên liếc nhìn đồng hồ mạ vàng gắn kim cương tinh xảo trên tay mình. Sao cô không chờ đến chiều hãng đến làm việc? Ánh mắt sáng quắc của chị chiếu xuyên qua cặp kính trắng, trông lại càng giống như hai lưỡi gươm sắc bén đang dương lên. Chiêu Dương thật thà nhận lỗi. Em mệt quá nên ngủ quên mất. Xin lỗi chị, lần sau em sẽ không tái phạm. Lần sau? Hừ, còn lần này thì sao? Liên đẩy gọng kính, cao giọng nói. Cô đến muộn như thế, công việc thì của cô thì tính sao? Cô có biết khẩu hiệu của công ty là gì không? Chiêu Dương gật đầu, lý nhí đáp. Dạ biết ạ, đó là chuyên nghiệp, sáng tạo và năng động ạ. Khẩu hiệu này được tổng giám đốc cho in thành tấm bảng to, treo ngay trên sảnh để nhắc nhở nhân viên, ai cũng phải học thuộc. Liền chắp tay đằng sau lưng đi đi lại lại. Đứng đây từ sáng, chị đã tóm được mấy người đeo cà vạt lệch và mặt mũi ủ ê, nhưng cũng chỉ có thể nhắc nhở bọn họ một câu. Còn người đi muộn thì chỉ có duy nhất là Chiêu Dương, chị không thể bỏ qua cơ hội giáo huấn này được. Ngay từ tiêu chí đầu tiên, cô đã không tôn trọng rồi. Chuyên nghiệp ở đâu khi giờ giấc lung tung thế này? Công việc cô ách tắc lại, đồng nghiệp cũng bị rắc rối lây, rồi còn cả công ty cũng vì cô mà ảnh hưởng. Một mình cô mà gây phiền toái cho bao nhiêu người. Rồi còn năng động cái gì? Khi cô ngủ nướng trên giường trong lúc người khác đang làm việc. Dậy sớm thêm 10 phút khó như vậy sao? Cái việc còn con như vậy còn không làm được thì những công việc khác ai dám giao cho cô? Lại còn. Chất giọng xé xé như xé vải của phó giám đốc bay khắp sảnh, khiến cho việc Chiêu Dương bị khiển trách vì tội đi làm muộn trở thành một việc được bố cáo với toàn dân thiên hạ. Ai ai đi qua cũng phải liếc nhìn về phía cô nhân viên tội nghiệp đang đứng cúi đầu như cô học trò phạm lỗi trước bà giáo già khó tính mải mê, Dương Mục Kỉnh lên quát tháo. Chờ cho phó giám đốc ca xong một bài, Chiêu Dương mới ngẩng lên nhìn chị nhỏ nhẹ nói, em đã hiểu rồi, em thành thật xin lỗi vì đã đi muộn gây ảnh hưởng tới công việc, bây giờ em xin phép về phòng làm việc ngay, không dám chậm trễ nữa. Lời nói âm lượng vừa đủ, thái độ thành khẩn, lại lấy cớ rút lui khéo léo. Ấy thế mà vẫn không qua được con mắt cú vọ của người đàn bà chém đinh chặt sắt. Chị vẫn còn chưa mắng xong, trong lòng vẫn còn cơn ấm ức. Cả đêm qua chồng chị đi nhậu về, khiến chị như phát điên. Gọi điện không được, nhờ bạn của chồng liên lạc cũng không xong. Chị mang tất cả những cáu giận ấy đến tận công ty. Bây giờ gặp được người để xả, làm sao có thể trốn thoát dễ dàng. Hơn nữa, chỉ là một cô nhân viên đăng ký thử việc, nghe nói chuyện trưởng phòng Lâm đột ngột xin nghỉ việc cũng liên quan đến cô ta. Liên và Lâm cũng là chỗ qua lại thân tình, cho nên chị chẳng có thiện cảm với Chiêu Dương chút nào. Ai cho phép cô đi? Chị nhướn cặp lông mày, được kẻ vẽ cẩn thận, dường như bài diễn văn vừa rồi hoàn toàn không làm tiêu hao chút thể lực nào của người phụ nữ đang ngấp nghé tuổi 35. Sao cô dám? Tôi cho phép. Toàn bộ dàn diễn viên quần chúng vốn im lặng xem phim từ đầu tới giờ đồng loạt không nhịn được mà ồ lên một tiếng. Từ phía cửa lớn tiến lại, Thành An vẫn còn mặc nguyên trên trang phục đi đường. Bên cạnh anh, thư ký đang cẩn thận kéo theo vali, chứng tỏ anh đã về thẳng công ty thay vì về nhà sau khi kết thúc chuyến công tác. Cậu Thành An! Phó giám đốc kia vừa nhìn thấy Thành An thì mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên. Mặc dù trên mặt anh ta phảng phất sự mệt mỏi, nhưng vẻ điển trai vẫn hầu như không suy xuyển chút nào. Không hổ danh là người đàn ông độc thân sáng giá nhất công ty, chỉ vừa xuất hiện đã mang lại luồng sinh khí mới cho tất cả các chị em cán bộ nhân viên. Không để ý đến những lời chào xung quanh, Thành An tiến lại gần Chiêu Dương. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Liên nói, tôi yêu cầu Chiêu Dương một chút công việc nên cô ấy đến muộn. Chẳng phải công ty có quy định đến muộn sẽ phạt tiền sao? Một phút phạt 50.000, cứ thế nhân lên. Vâng vâng, tôi sẽ nhân. Phó giám đốc Hách Dịch lập tức gật như bổ củi, ánh mắt không giấu giếm vẻ thỏa mãn, có chút khoe khoang thành tích tóm được kẻ vi phạm. Rồi trừ vào lương của tôi, Thành An đủng đỉnh nói tiếp. Tất cả đều há hốc miệng vì pha chuyển hướng đột ngột không thể lường trước này. Chuyện đó... Liên lắp ba lắp bắp, làm sao lại có chuyện nhân viên đi muộn rồi trừ lương của sếp được? Không sao, tôi làm sai thì sẵn sàng nộp phạt,
Không còn vấn đề gì chứ? Phó tổng đã nói đến thế, ai dám nhiều lời nữa. Liên đành xuống nước. Vậy Chiêu Dương muộn 10 phút là 550.000, trừ vào lương tháng này của tôi. Thành An nhắc lại lần nữa, chắc như đinh đóng cột, rồi kéo luôn Chiêu Dương đi vào thang máy. Đến khi chỉ còn hai người, cô mới dám mở miệng. Cảm ơn anh, em sẽ gửi anh lại số tiền phạt. Không cần, ngay bây giờ anh sắp lấy đi thời gian của nhân viên thì nộp phạt trước là phải đạo rồi. Thành An lém lỉnh cười, rồi không để cô có thêm thời gian thắc mắc, anh kéo cô vào văn phòng của mình. Hết chương 15. Còn nữa, cảm ơn bạn đã lắng nghe, chúc bạn khỏe, vui và hạnh phúc. Mời bạn đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để nhận được thông báo khi có video tiếp của chuyện này và các chuyện khác. Xin thân ái, tạm biệt.